nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Hôm nay quả là một ngày hồng phúc cho giáo xứ, vì có sự hiện diện của quý cha. Xin hân hoan chào đón cha tăng nguyên chánh xứ Phương Nghĩa 2010. Hân hoan chào đón quý cha xuất thân từ giáo xứ nhà. Cha Anto Nguyễn Văn Binh, cha Heronimo Lê Đình Hùng, cha Doan Kim Nguyễn Hữu Tuyến và cha Francisco Xavier Phan Đại Dương. Hân hoan chào đón quý cha đã từng phục vụ trong giáo xứ, cha Giuse Nguyễn Đức Chương và cha Benedicto Nguyễn Văn Bình. Cộng đoàn giáo xứ chúng con cũng rất vinh dự và hân hoan chào đón quý cha các trong tình hiệp thông đã có mặt hôm nay để cùng với giáo xứ chúng con long trọng mừng Kim Thánh Linh Mục cha Đăng Minh nguyên chánh xứ Phương Nghĩa, để tạ ơn Chúa và biểu lộ niềm hân hoan của giáo xứ trước sự hiện diện của quý cha. Xin cộng đoàn nổ một tràng bóc tay thật nồng nhiệt. Trọng kính cha Đa Minh, nhận ra ân huệ Chúa ban và cảm tạ ơn người, đó cũng là một ân huệ. Vì thế sáng hôm nay cộng đoàn giáo xứ chúng con quy tụ nơi đây trong thánh lễ hiệp dân này để chung lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết ao ơn lành người đã thương ban cho giáo hội, cho giáo xứ và đặc biệt cho cha nhân ngày kỷ niệm 50 năm hồng ân lãnh nhận tác vụ linh mục. Một lần nữa xin cộng đoàn một tràng bóc tay để chúc mừng cha. Linh mục một ân huệ nhưng không Chúa trao để phục vụ cộng đoàn, thay mặt cộng đoàn tế lễ cho Thiên Chúa và loan báo lời của người. Qua linh mục bao ân huệ khác nữa, Thiên Chúa lại tuôn tràn trên cộng đoàn tín hữu. Chúng con cảm nhận được thế nào là huyền nhiệm của ân sủng, sự diệu kỳ của ơn gọi đã dẫn đưa cha tiếp nối con đường của thầy Chí Thánh đã đi, con đường dẫn đến đỉnh Can Vê, con đường dẫn đến hiến tế mỗi ngày. 50 năm là một khoảng thời gian đáng kể của một đời người. Nửa thế kỷ sống trong thánh chức linh mục lại là một khoảng thời gian đáng ghi nhớ và trân trọng hơn nữa. Nhìn lại năm tháng đã qua, biết bao thăng trầm của hoàn cảnh lịch sử đất nước với bao thay đổi của cuộc đời. Hoàn cảnh thay đổi, suy nghĩ và cái nhìn của con người cũng thay đổi. Duy chỉ có người linh mục không chỉ 50 năm mà suốt cả cuộc đời vẫn một lòng trung tín với lời cam kết trong ngày lãnh nhận thánh chức linh mục là chú tâm tin điều đã đọc, dạy điều đã tin và thi hành điều đã dạy. Để 50 năm đời linh mục mãi kiện toàn với lý tưởng, với sứ vụ hẳn là do ơn Chúa ban dư tràn. Không chỉ 50 năm mà trong cả cuộc đời, tình thương khi Chúa vẫn luôn tuôn tràn trên cha. Trọng kính cha, với giáo xứ Phương Nghĩa, chúng con sẽ không bao giờ quên ơn cha bao lâu còn ngôi thánh đường này. Vì mỗi khi bước chân vào nhà thờ, chúng con lại nhớ đến cha. Người một tử tuổi cao sức yếu nhưng nghị lực phi thường. Hồi tưởng lại để sớm hoàn thành công trình, cha đã phải bôn ba khắp nơi, từ nội địa ra đến hải ngoại, như không biết mệt mỏi.
cha trên đây bút chì hao mòn dần trong bàn tay của Thiên Chúa. Nói ra đây không phải để tâng bốc đề cao, nhưng để toàn đoàn chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho giáo hội những mục tử biết xả thân vì đàn thiên, biết noi gương linh mục Giêsu. 50 năm hết mình xả thân, giờ đây nhìn lại, trách nhiệm với công việc mục vụ đã đè nặng trên đôi vai gầy, làm cho cha không thể đứng thẳng được. Chúng con thấy xót xa quá. Tri ân cha, cộng đoàn giáo xứ càng phải cầu nguyện thật nhiều để Thiên Chúa luôn quan trọng gìn giữ cha. Giờ đây, cùng với tâm tình hân hoan cảm mến, cộng đoàn chúng con chung lời tạ ơn và hiệp ý cầu nguyện cho cha mãi xứng danh mục tử lành nghề và luôn thể hiện khuôn mặt nhân ái, bao dung và độ lượng của Chúa Giêsu mục tử. Trước khi dứt lời, một lần nữa cộng đoàn giáo xứ chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha đồng tế, nguyện xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn cần thiết cho quý cha. Xin vì công nghiệp và lời nguyện cầu của Thánh Quan Thầy, xin Chúa che chở và gìn giữ cha đa minh trên mọi nẻo đường. Xin cha nhận bó quà tươi thắm gói trọn tâm tình của cộng đoàn giáo xứ chúng con. Xin kính mời quý đoàn ngồi. Tôi xin kính chào cha sở, quý cha đồng tế, quý nam nữ tu sĩ, chúng sinh cùng quý ông bà anh chị em thuộc giáo xứ Phương Nghĩa, Tân Hương Phương Quý và các giáo xứ bạn cùng anh chị em dân tộc đang hiện diện nơi đây. Tôi rất vui mừng và cảm động khi được trở về giáo xứ này, nơi tôi được sống và làm việc với anh chị em trên 11 năm, từ ngày 29 tháng 9 1999 đến năm 2010, để dâng thánh lễ kỷ niệm 50 năm hồng ân linh mục. Nhìn những cảnh bài chỉ bên ngoài trạch trên chú, đến những lời chào hỏi và những nụ cười mà quý ông bà anh chị em và tôi và cho tôi cảm nhận được niềm vui và tình thương chân thành đang dâng trào trong tâm hồn của ông bà anh chị em. Điều đó làm tôi xúc động lắm. Trong giây phút này, tôi cảm nghiệm sâu sắc rằng Chúa yêu thương tôi thật biết bao. Mọi sự tôi có đều bởi Chúa, mọi sự sẽ qua đi với thời gian, mọi việc cũng nuôi vào quá khứ, nhưng chỉ có tình thương mới là vững bền. Tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, tình thương của chúng ta đối với Chúa, và tình yêu thương của chúng ta đối với nhau. Cảm ơn tình thương yêu quý mà quý cha cùng quý cộng đoàn dành cho tôi. Giờ đây xin cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Chúa với tôi về chức chức linh mục mà Chúa thương ban tặng cho tôi, mặc dầu tôi bất xứng. Bởi vì chính trong khi thi hành sứ vụ này mà tôi có cơ hội sống và làm việc với anh chị em trên 11 năm trời. Xin cầu nguyện cho tôi được luôn trung thành với ơn gọi của mình. Xin Chúa thứ tha mọi lầm lỗi thiếu sót cho tôi, để tôi xứng đáng cử hành thánh lễ hồng phúc này. Xin Chúa dùng lời và mình Chúa biến luyện tất cả chúng ta trở thành
khí cụ yêu thương của Chúa giữa muôn người được biểu lộ qua phong cách sống bác ái, hòa đồng với tha nhân. Ngoài ý nguyện tạ ơn Chúa, tôi xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ nam nữ, chức việc cùng tất cả anh chị em tín hữu của giáo xứ Phương Nghĩa còn sống cũng như đã qua đời. Xin kính mời cộng đoàn đứng. Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành hầu hiệp thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa Hoàng và cùng anh chị em, tôi đã hầu hiệp thánh. Thank you.
vâng lời cầu nguyện. Lạy Cha chi danh, ngày hôm nay làm con nhớ lại rằng chính Cha đã thương chọn, đã cho con được tham dự vào chức vụ thứ thế độc nhất của Đức Kitô để phục vụ hội thánh. Xin ban cho con một niềm tin mạnh mẽ để con vừa cương nghị vừa khiêm tốn trong nhiệm vụ đang giảng tin mừng. Như thế con sẽ phân thoát các mạo nhiệm cứu độ như một người quản lý trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài thuyết sách xuất hành. Bấy giờ ông Mô-xê đang canh chiên cho bố vợ là Rít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa là núi Khô-rết. Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa và từ bụi cây. Ông Mô-xê nhìn thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo, mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được. Vì sao bụi cây lại không cháy rụi? Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông, Mô-xê, Mô-xê. Ông thưa, dạ, tôi đây. Người phán, chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Người lại phán, ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Y-gia, Thiên Chúa của Gia-cóp. Ông Mô-xê che mặt đi vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. Giờ đây tiếng rên xiết của con cái Israel đang thấu tới ta. Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai Cập. Bây giờ ngươi hãy đi, ta sai ngươi đến với Pha-ra-ô để đưa dân ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Ông Mô-xê thưa với Thiên Chúa, con là ai mà dám đến với Pha-ra-ô và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập? Người phán, ta sẽ ở với ngươi, và đây là dấu cho ngươi biết là ta đã sai ngươi. Khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai Cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này. Đó là lời Chúa. Thank you.
Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết thay cho mọi người thì mọi người đều chết. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho đấng đã chết và sống lại vì mình. Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã biết được Đức Kitô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết người như vậy nữa. Cho nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa, là đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với người và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với người. Người không còn trách tội nhân loại nữa và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em phải làm hòa với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều vậy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy. Nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và các cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay chúng ta quy tụ ở đây
để mừng kim khánh của cha Đa Minh Trương Bảo Tâm. Quả thật đây là một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đã thương ban cho cha cách riêng và cho cộng đoàn chúng ta nói chung. Vì vậy, con xin được gửi đến cộng đoàn chúc tâm tình của con qua bài chia sẻ này. Đó là tâm tình tạ ơn và tâm tình tạ tội. Tạ ơn vì được Chúa thương, tạ tội vì bất xứng của con người. Qua đó, kính xin cộng đoàn cầu nguyện cho anh em linh mục chúng con nói chung và cha Đa Minh nói riêng. Thưa cộng đoàn, chúng ta không thể không tạ ơn Chúa vì hồng ân lớn lao mà Chúa đã thương ban cho cha Đa Minh. Hồng ân đó là được 84 năm làm con cái Chúa và 50 năm sống trong chức vụ linh mục. Chúa thương cha Đa Minh thật nhiều. Chúa cũng thương cộng đoàn chúng ta thật nhiều. Bởi vì qua cha, Thiên Chúa thực thi tình yêu và lòng thương xót của người. Và nếu như trước đây Thiên Chúa chọn Mô-sê, như chúng ta nghe trong bài đọc 1, để đưa dân Chúa khỏi Ai Cập, giải phóng họ khỏi cảnh lầm than trong cái phận làm nô lệ, thì cách đây 50 năm Thiên Chúa đã chọn cha Đa Minh. Chính Thiên Chúa chọn cha, như chúng ta nghe trong bài Tin Mừng, không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em. Thiên Chúa chọn cha để sai cha đi chỉ bảo, hướng dẫn, dạy dỗ, giúp đỡ những sứ đạo mà qua đức giám mục cha được sai đến. Chắc chắn Chúa chọn cha đó không phải vì tài cán hay công đức của cha, nhưng là vì tình thương của Chúa. Và cái điều này chúng ta nghĩ lại ảnh của ông Mô-sê. Ông Mô-sê là một người nói cả lắm, nói năng khó khăn lắm, nhưng mà Thiên Chúa lại chọn ông để làm gì? Để làm một nhà ngoại giao, đến gặp vua Pha-rô để xin vua cho dân được ra khỏi Ai Cập. Rồi thì ông Mô-sê do dự, đáng đo, sợ hãi, nhưng Chúa đã nói với ông rằng: ta ở với ngươi. Và rồi chính bởi Thiên Chúa ở với Mô-sê, ông đã đưa dân ra khỏi Ai Cập. Con tin tưởng rằng Thiên Chúa cũng đã, đang và sẽ ở mãi với cha Đa Minh. Nếu như Thiên Chúa không ở với cha Đa Minh thì chắc chắn cha Đa Minh không hiện diện với chúng ta ở đây lúc này. Cụ thể con nghe nói là dân phương quý là chuẩn bị lo hậu sự cho cha rồi. Tạ ơn Chúa, Thiên Chúa yêu thương gìn giữ cha. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã gửi cha đến cho cộng đoàn của chúng ta để cha thực thi và công bố sứ vụ hòa giải, như Thánh Phaolô nói và trong bài đọc 2. Tất cả là hồng ân chúng ta tạ ơn Chúa. Câu xin trang điểm thứ hai, tạ tội. Ai có thể cầm lấy tấm bánh, ai có thể cầm lấy chén rượu, nâng lên và nói: đây là mình thầy, đây là mẫu thầy. Ai có thể nhân danh Chúa mà nói: cha tha tội cho con. Nếu những người đó không được thì Chúa trao ban thử tác vụ thành cho ban chức linh. Và như vậy thì cái người được trao ban chức linh mục trở thành một Antichristus, tức là một Đức Kitô khác. Tuy nhiên Đức Kitô khác này chưa có phục sinh. Ý con muốn nói, Đức Kitô khác này vẫn sống ở trần gian. Và nếu nói văn hoa một chút thì Đức Kitô khác này có gót chân vẫn dính bụi trần. Và nếu nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô ở trong thư gửi thư của Côrintô, Đức Kitô khác này vẫn mang lấy cái bình sạch
Kho tài chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sạch. Hai con tôm câu 4, chương 4 câu 7. Và anh sẽ biết là cái bình sành dễ vỡ. Với hơn 11 năm sống tại giáo xứ Phương Nghĩa này, anh sẽ ít nhiều biết đến cái bình sành của cha đang ăn. Ấy nhưng mà cái bình sành đó phải đương đầu biết bao nhiêu những khó khăn, những trở ngại, thách thức trong đời một vùng. Và con đọc một cái bài này trên mạng thấy hay hay, chia sẻ với anh chị em từ đề là làm cha sợ ngày nay. Nếu cha giảng lâu quá 10 phút, cha lại nói thao thao bất tuyệt. Nếu cha mời gọi mọi người chiêm niệm về Thiên Chúa, ôi cha chỉ toàn nói những chuyện trên mây trên gió. Nếu cha đề cập quá nhiều đến các vấn đề xã hội, rõ ràng cha là khuynh tả rồi. Nếu cha chỉ cứ ngủ trong khuôn viên giáo xứ, cha tự nghĩ cách đứt liên lạc với thế gian. Nếu cha cả ngày ở trong nhà chung, cha chẳng chịu đi tiếp xúc gặp gỡ ai cả. Nếu cha thường xuyên đi thăm viếng người này người kia, cha chẳng bao giờ chịu ở nhà xứ. Nếu cha sẵn sàng ban các bí tích cho những ai đến xin, đúng là cha bán tháo bán tống các bí tích. Nếu cha đòi hỏi cao hơn, nhiều hơn, cha chỉ muốn giáo hội toàn những người trò khảo. Nếu cha thành công với thiếu nhi, đạo của cha là đạo bốn trĩ mà. Nếu cha năng thăm viếng các bệnh nhân, cha chỉ phí thời giờ và không đi sát với các vấn đề của thời đại. Nếu cha sửa sang nhà thờ, cha lại ném tiền qua cửa sổ rồi. Nếu cha không tu bổ gì cả, cha bỏ bê mọi sự. Nếu cha mời gọi cộng đoàn đóng góp để xây dựng nhà thờ, cha lúc nào cũng nói tới chuyện tiền bạc. Nếu cha cộng tác chặt chẽ với hội đồng giáo xứ, cha lại để cho người ta xỏ mũi rồi. Nếu cha không lập hội đồng giáo xứ, cha độc tài quá đi mất. Nếu cha hay mỉm cười, cha quá dễ dãi. Nếu người đảng trí hay quá bận tâm một câu chuyện nào đó mà không nhìn thấy ai chào, cha khiến người vừa vừa chứ. Nếu cha hay bực bội vì sai sót của ai đó, cha thiếu sự độ lượng, thiếu chân từ rồi đấy. Nếu cha hiền hòa nhẫn nhục, cha thiếu nghị lực cảm quyết. Nếu cha còn trẻ hay giống như con đây, đúng là cha thiếu kinh nghiệm trường đời. Nếu mà cha đã có tuổi giống như cha đang lên 84 tuổi, già cả lẫm cẩm bị hưu đi là một. Rồi ở dưới cái bài này có một số cái lời bình luận, có cái bình luận này: thương tội nghiệp cho các linh mục, đúng là làm dâu trong họ. Anh chị em thân mến, cái khó khăn của đời của mục là thế. Đôi khi nó lại khiến cho con người mục trở nên khó kính, trở nên cấu bẩn. Thì không là cái yếu đuối, nhưng cái yếu đuối đó chẳng thấm gì. Cái yếu đuối nó xuất phát từ bên trong cái bình sành đó anh chị em. Con sẽ đọc cái lời những cái lời gọi là những cái lời dòng nhật ký của một linh mục như thế này: ngày mừng ngày mới chịu chức linh mục, tôi ước mong hoán cải cả thế giới. Ngày mừng 25 năm nhận chức linh mục, tôi ước mong hoán cải một giáo xứ nhỏ ở vùng quê. Ngày mừng 55 nhận chức linh mục, tôi ước mong được hoán cải chính mình. Thưa anh chị em, con người linh mục là như thế. Cần lắm lời cầu nguyện của anh chị em, cần lắm sự đồng hành, cần lắm sự đồng cảm, và hơn hết là sự đồng hành của anh chị em, để cho cái tâm tình tạ ơn được trọn vẹn hơn, và để cho ơn Chúa được đổ xuống dồi dào trên cộng đoàn. Và con xin được mượn lời của Đức Maria kết thúc tâm tình của bài chia sẻ này: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận tì hèn mọn, người đổi thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diệt phúc, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương luôn thiện trò, Thánh Hiến và sai những tâm hồn quảng đại đáp lại lời mời gọi của Người ra đi loan báo và minh chứng cho tình yêu cứu độ. Trong thánh lễ tạ ơn này, chúng ta cùng dâng lên Chúa những tâm tình nguyện xin. Hiệp cùng Cha Đa Minh Khả Kính, chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa nhân kỷ niệm 50 năm lãnh nhận thánh chức linh mục của Ngài. Xin Chúa ban cho Ngài muôn ân lộc hồng sen, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần để Ngài luôn kiên trung trong đức tin, vững vàng trong niềm cậy trong và đầy tình yêu mến hầu Chúa, Chúa toàn sứ vụ mà Chúa đã trao ban cho Ngài. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Chúng ta cùng cầu nguyện cho quý đấng Cha, quý Cha trong giáo phận, đặc biệt quý Cha đồng tế, được ơn sống thánh thiện và trung thành thi hành tác vụ thánh, cho mọi thành phần dân Chúa luôn cảm thông, nâng đỡ, cộng tác và chia sẻ trách nhiệm với chủ chân của mình, để làm thành một gia đình giáo phận gương mẫu, thánh thiện và yêu thương hiệp nhất, hầu lan tỏa niềm vui đến mọi người và mọi nơi. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các bạn trẻ trong giáo phận đang sống giữa thời đại bị tục hóa hôm nay, luôn sống đức tin bằng tinh thần vui tươi trong sáng, biết lắng nghe và quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa, hầu can đảm dấn thân trong ơn gọi linh mục tu sĩ, để làm cho nước Chúa được ngày càng lan rộng hơn, góp phần xây dựng một thế giới luôn vươn đến chân thiện mỹ đích thực theo giáo huấn của Tin Mừng. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Cùng nguyện xin cho cộng đoàn tham dự phụng vụ được thấm nhuần nguồn sinh lực thiêng liêng nhờ lời Chúa và Thánh Thể, hầu trở nên những chứng nhân của niềm hy vọng bằng cuộc sống vui tươi, yêu thương và quên mình, phụng vụ cách vô vì lời trong đời sống thường ngày, như Đức Kitô là đấng đã đến cho con người được sống và sống dồi dào. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Lạy Thiên Chúa là Cha hằng hữu, xin trong đón nhận những ý nguyện của con cái nài van mà ban cho chúng con ngày hôm nay, biết một lòng sùng kính mến yêu và cùng thờ một mình Chúa, để mai sau được hợp cùng thần thánh trên trời chung hưởng hạnh phúc với Cha trên quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Amen.
tôi và của anh chị em được thiên chúa là cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng thiên chúa qua lễ này để ca tụng lời khen Chúa. Chúa đã đoái đến con mặc dầu con bất xứng. Xin Chúa cùng gia tăng ân sủng giúp con chu toàn sứ mạng Chúa đã giao. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đem hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạt và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế, với ca đoàn cả thiên thành, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Chúa
thánh và chân cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, làm xứng đáng hậu cần cho tôn nhân và vương sự Chúa. Chúng con đã ghét mời xin Chúa cho chúng con về tâm phận mình và máu Đức Kitô. Lạy Chúa, xin nhớ đến hồi Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn ngôi thánh trong đất bên, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Aloysio chúng con, Đức Cha Pedro, Đức Cha Micae và toàn thế hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh mục đã phục sự giáo xứ Phương Nghĩa mà đã qua đời, các cô sĩ nam nữ ban các chức việc và anh chị em giáo dân đã qua đời mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trên người với người và trong người và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lành Chúa cứu thế và trao trẻ cho nước người trời, chúng ta dám nguyện rằng trong gió tôi chân dài.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đây đóng giữa thời trần gian, phúc ai được mời đến sự kiện Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con thành đến Chúa từ đầu nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì đến hầu con sẽ Chúa năm mươi năm qua, Chúa làm chớ trên.
xin lại cầu nguyện. Lạy Chúa, nhân ngày kỷ niệm con thuộc phong linh mừng được 50 năm, con đã cơ hại nào nhiệm đức kinh để tôn vinh Chúa quyền uy cao cả. Xin cho trọn cuộc đời chúng con cũng trở nên lời ca tụng Chúa. Chúng con cầu xin ở Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin kính lời quý cha, quý cộng đoàn ngồi một chút. Trước khi tôi có ít lời để cảm ơn quý cha cộng đoàn, xin cho phép tôi để thưa với Chúa một vài điều. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ người khen danh Ngài. Con cảm ơn Chúa đã thương chọn con và dìu dắt con suốt 50 năm trong thời tác vụ linh mục. Mặc dầu con bất xứng, con cảm ơn Chúa vì mọi ân huệ Chúa thương ban. Con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm của con, nhất là những tội con chưa chu toàn hết trách nhiệm Chúa trao cho con. Con cảm ơn mẹ Maria, thiên thần bổn mạng, thánh cả Giuse, thánh Đa-mê và các thánh luôn đồng hành với con trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Tôi xin cảm ơn cha sở Phương Nghĩa, quý cha đồng thế, riêng cha sở Phương Nghĩa về tấm lòng quý mến của cha dành cho tôi. Cha đã cho tôi cơ hội hiệp dâng thánh lễ tạ ơn này với giáo xứ. Cảm ơn cha đã lo lắng sắp xếp mọi công việc cho thánh lễ thật tốt đẹp. Tôi xin cảm ơn quý cha đã hy sinh sắp xếp công việc để đến đây chia sẻ niềm vui và dâng thánh lễ cầu nguyện cho tôi. Đặc biệt cha Philippe Nguyễn Hữu Tiến đã truyền giáo ở Đài Loan cũng đã về trong mấy ngày nay để dâng thánh lễ tạ ơn Chúa với tôi. Cha là gốc Phong Quỳ, vì hoàn cảnh không được chịu chức và tiếp tục học thêm thần hào, cha ở Phong Quỳ 20 năm từ năm 1975 đến 1995 mới được bảo lãnh sang Mỹ và học tại đó, nhập dòng và sai pháp và đi truyền giáo tại Đài Loan. Cha đã hy sinh đến đây với tôi cũng như mấy ngày trước này. Xin cảm ơn cha cùng quý cha. Đó là một sự nâng đỡ quý nhất đối với tôi. Tôi cảm ơn nam nữ tu sĩ chúng sinh xuất thân từ giáo xứ đang làm việc hay tu học ở các môi trường khác nhau đã sắp xếp thời gian để về dâng thánh lễ cầu nguyện cho tôi hoặc đang hướng về thánh lễ này. Tôi đặc biệt cảm ơn các sơ dòng thánh Phaolô đã từng cộng tác với tôi trong việc phục vụ thai nhân trong thời gian tôi làm việc ở giáo xứ trên 11 năm. Cảm ơn các sơ đương nhiệm đã cộng tác với giáo xứ để chuẩn bị thánh lễ tạ ơn hôm nay thật rất tốt đẹp. Tôi cảm ơn ban chức việc của giáo xứ Phương Nghĩa đã bỏ nhiều công sức để chuẩn bị thật chu đáo cho thánh lễ này. Tôi cũng không quên cảm ơn quý chức đã từng cộng tác với tôi trong suốt thời gian trên 11 năm trước đây. Tôi cảm ơn các ban ngành trong giáo xứ đã tận tụy làm việc để thánh lễ hôm nay được diễn ra cách tốt đẹp sốt sáng.
Tôi cảm ơn ca đoàn đã dành nhiều thời gian tập được việc để giúp cộng đoàn đi sâu hơn vào bầu khí hân hoan và vào tâm tình tạ ơn của ngày lễ hôm nay. Tôi cảm ơn tất cả anh chị em, giáo sư Phương Nghĩa, cũng như các giáo sư bạn Tân Hương, Phương Quý, Tân Điền, Phương Hòa hiện đang còn sinh sống tại giáo xứ hay đi xa, nhất là những anh chị em đã đến đây để hợp ký dâng thánh lễ tạ ơn Chúa cho tôi. Vì yêu thương tôi, nâng đỡ tôi và cộng tác với tôi trong mọi hình sinh hoạt để tôi có thể tu toàn hỗn thuận trước mặt Chúa. Tôi đặc biệt cảm ơn và tưởng nhớ quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, quý thứ việc, quý ông bà anh chị em giáo xứ Phương Nghĩa đã từng chung vai sát cánh với tôi trong mọi hoàn cảnh trên 11 năm trước đây mà nay đã được Chúa gọi ra đi trước chúng ta. Xin Chúa thương trả công bội hậu cho tất cả những vị đó. Tôi cảm ơn ban truyền thông của giáo phận đã làm việc miệt mài trong những ngày này. Nhờ đó nhiều người biết đến và dâng lời tạ ơn Chúa cho tôi. Tôi cũng không quên cảm ơn chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong khi làm việc tại môi trường này. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn quý cha, quý tu sĩ và tất cả mọi người. Cảm ơn cha đã nhận lời về để chủ tế và kỷ niệm 50 năm linh mục ở tại giáo xứ Phương Nghĩa với cơ hội rồi sau 11 năm làm việc ở giáo xứ thì giáo xứ chúng con muốn nói lên lời cảm ơn cha. Chúa cùng anh chị em.